Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Nay em giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn một chiếc vang cơ mang thương hiệu TD Acoustic. Vâng, mã sản phẩm là T6 Pro. Vâng, về phía đằng trước thì gồm có 3 cổng mic. 3 cổng mic là tương ứng 3 cái volume nhận tín hiệu cái đầu vào. Và có delay, Z-beat, bass, mid, check để chỉnh cho cái phần mic. Và echo level đấy. Và có cổng AUX1 và AUX2 để chọn cái tín hiệu đầu vào. Và đặc biệt là chiếc vang TD Acoustic T6 Pro thì có tích hợp cổng quang nha các bác nhá. Và thêm một chức năng feedback chống hú. Vâng, đây ạ. Các bác chỉ cần ấn vào là chức năng chống hú sẽ hoạt động. Và về phần mic tông thì chỉnh bass, mid, check. Về phần music thì có bass, mid, check để chỉnh cho các cái giải. Bass trung check. Các bác có thể thích chỉnh tăng cái check lên thì các bác chỉnh check nó tăng cao lên. Hoặc lời ca sĩ hay là giải bass còn thiếu thì các bác tăng lên, rất là dễ sử dụng. Và có pa lăng chỉnh cân loa. Và có hai volume tổng. Và tổng mic và tổng music. Vâng, và đặc biệt đây là sản phẩm chính hãng nha các bác nha. TD Acoustic dập nổi luôn trên thân máy. Có tem của công ty TD Acoustic. Và về phía đằng sau thì cổng kết nối nguồn và công tắc nguồn. Có cổng súp. Vâng. Cổng súp bằng jack Canon. Và có đường center. Vâng, và cổng ZR. Và đặc biệt là đây là cổng quang đây các bác. Quang optical đây, các bác có thể ấn nút vào là hoạt động kết nối tín hiệu cổng quang. Và có hai đường AUX đây bằng jack hoa sen. Và jack hoa sen thì đều được mạ vàng cho tín hiệu chất âm thanh rất là tốt. Vâng, và phía đằng sau cũng có cổng kết nối mic. Input của mic 4 này. Vâng, và có giới hạn của phần nhạc và phần mic cho công suất giới hạn. Vâng, và bây giờ em sẽ mở cái nội thất của chiếc vang T6 Pro này ra. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, và đây là nội thất của em nó đây ạ. Vâng, đầu tiên là nguồn nha các bác nha. Nguồn thì được bảo vệ một lớp rất là chắc chắn. Và có phần bảo vệ để chống giảm cái phần nhiễu cho cái phần mạch tín hiệu. Vâng. Mời các bác xem cái linh kiện. Hàng chính hãng TD Acoustic. Sử dụng tất cả những linh kiện chuẩn chính hãng. Vâng, và main thì có dập chữ T6. Vâng. Pro đây. Hàng rất là chuẩn. Vâng, và có hai chiếc tụ cản để chống khi mà các bác ta nguồn điện tắt bật có thể gây ra tiếng nổ lớn ở loa. Vâng, và đây là về phần vỉ mạch chống hú. Mạch chống hú rất là tốt. Khi mà các bác hát cảm thấy khó chịu nhất, đau đầu nhất là cái vấn đề là khi bị rít mic. Thứ nhất là nghe nó chói tai, khó chịu. Thứ hai là rất dễ gây cho
loa của gia đình bị cháy chết tép. Vâng, và về cái phần cổng quang thì vỉ mạch rất là lớn để cho giải mã cái tín hiệu âm thanh nó trung thực và đạt chất lượng cao nhất, thì đều được sử dụng những linh kiện chất lượng sản nhập khẩu. Vâng, và linh kiện thì những chiếc IC mạch, vâng, thương hiệu TD Acoustic đây ạ, tất cả là sản phẩm chính hãng chuẩn. Cho ra cái chất âm rất là tốt. Và bây giờ em sẽ ghép vào để mời toàn thể quý vị và các bạn kiểm tra cái chất âm. Với dòng sản phẩm TD Acoustic này thì chất lượng cũng như cho ra cái chất âm rất là cao. Vâng, và mời tất cả quý vị cùng trải nghiệm chất âm của chiếc vang TD Acoustic T6 Pro. Và em ghép kết nối cùng với một chiếc đẩy TD Acoustic LA550 Pro và một cặp loa full Bass 30 Audio Center. Vâng, một cặp loa full Bass 30 Audio Center. Vâng, cho ra chất âm rất là hay. Vâng, và các bác có thể tăng check. Vâng, đấy, giảm đi. Và các bác nào thích nhiều check tăng lên. Vâng, rất là thể hiện rất là tốt. Vâng, và giải bass các bác tăng lên thể hiện rất là rõ rệt. Vâng, và mời quý vị cùng nghe cái chất âm về cái đường mic cũng như là cái khả năng trung hú. Vâng, và em sẽ sử dụng một chiếc mic nha, dây Solix P10. Lê, 1, 2, 3, 4, 5, Lê, 5, 6, 7, Lê, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vâng, như quý vị thấy là em tiếng mic rất là dày và em nói ngay cạnh loa không hề bị rú rít. Với khả năng đây em chổng vào loa đấy ạ. Vâng, chổng sát vào loa mà không hề rú rít, rất là tốt. Lên 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 5 6 7 1 2 3 4 5. Vâng, quý vị thấy, vâng, em dí gần như là cách loa chỉ còn 30 cm mà không hề rú rít. Vâng, vậy là các bác hát thỏa sức mà không ảnh hưởng gì đến tiếng mic. Vâng, vâng, tiếng mic vẫn rất là dày, tiếng. Và bác nào có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ với bên em với số điện thoại 0912669059. Bên em ship hàng toàn quốc và cũng xin được báo giá tới toàn thể quý vị và các bạn là bên em báo giá chiếc vang T6 Pro với giá 2 triệu, bao ship toàn quốc và tặng kèm dây jack đầy đủ cho quý vị và các bạn kết nối. Vâng, xin trân trọng cảm ơn quý vị đã đồng hành và theo dõi cùng Nghĩa Thơm Audio. Xin trân trọng cảm ơn.